cách làm một quyết định. Vấn: Khi con hỏi bên trong, con nhận được câu trả lời. Làm sao biết được câu trả lời đó đúng hay không? Sư phụ: Ồ, biết chứ. Khó, dĩ nhiên là khó, vì nhiều khi tâm trí mình không hoàn toàn sáng suốt và đủ thứ ảnh hưởng đến với câu trả lời, cho nên mình có thể cho rằng câu trả lời đó là một thành kiến, là một dữ kiện mà mình đã biết, rồi nó chạy ra trong câu trả lời. Nó không hoàn toàn từ trí huệ. Khó. Có lẽ hãy làm gì đó. Có người thảy hình sư phụ lên, có người ném đồng bạc cắt hay làm gì đó. Cách nào cũng được. Tôi không biết quý vị làm sao, chứ trực giác thường thì rất rõ ràng. Giống như quý vị đặt câu hỏi, và rồi có câu trả lời liền. Quý vị ghi xuống. Trong lúc thiền, nếu ý tưởng đến thì ghi xuống, để một tấm giấy bên cạnh với cây bút sẵn sàng để khỏi phải đứng dậy lấy. Và viết xuống, lẹ lẹ, tóc ký đó. Rồi khi nào tỉnh dậy, có thể quý vị sẽ biết điều đó đúng, hay là đó là từ sự hiểu biết nhồi sọ của mình. Phân tách một chút, quý vị sẽ biết. Nhiều người cứ thảy bức hình của tôi lên, sư phụ đáng thương, họ cứ xoay vòng vòng cái hình. Ôi, tôi bị nhức đầu. Có phải quý vị làm vậy không? Làm vậy hả? Tội nghiệp cho bức hình của tôi. Ái da, ái da. Quý vị làm sao? Nếu không biết rõ thì quý vị làm sao? Vấn: Thưa con ráng phân tách. Có khi nó rõ lắm nhưng có khi cũng không rõ. Thấy hơi vô nghĩa. Sư phụ, tôi biết. Nếu quyết định đó quan trọng thì quý vị phân tách thêm. Nếu nó giản dị thì làm luôn, sao cũng được. Như là chọn bên phải, chọn bên trái, sao cũng được, làm cho lẹ. Đôi khi nghĩ ngợi lâu quá là mình nhức đầu, càng không quyết định được. Cho nên làm luôn, sao cũng được. Thành công hay thất bại không phải là vấn đề. Quý vị cũng phải xem câu trả lời, coi nó có lợi gì cho mình không, có hại gì không. Nếu thấy hại ít mà lợi nhiều, thì có thể quyết định đó tốt. Nếu tốt hết thì càng tốt. Xem xét sự kiện, coi câu trả lời đó đúng hay không. Ok. Tôi biết là khó, biết chứ. Quý vị làm sao? Nếu không quyết định được, quý vị hỏi sư phụ, rồi không biết đó đúng hay là sai, thì quý vị làm sao? À, cô làm sao? Vấn: Con viết xuống mấy giấy nhỏ, gấp lại cho nhỏ. Sư phụ: À, gấp lại, rồi bóc một cái. Như bóc thăm, có hiệu nghiệm không? Dạ. Có à, vậy quý vị thử làm vậy đi. Vấn: Một cách khác nữa là con lấy đồng bạc cắt và nói. Sư phụ: Đầu là có, đuôi là không. Được, cưng có thể làm vậy. Nhờ sư phụ bóc giùm, thành tâm nhờ, rồi nó có thể xảy ra, thành tâm hỏi. Vấn: Nhưng con chỉ làm một lần thôi và nói đây là câu trả lời, và con thực hiện theo câu trả lời đó. Sư phụ: Phải. Nếu quý vị tin tưởng thì cứ làm theo đó. Cũng khó mà tin. Có người thảy 100 lần cho tới khi nó nói phải. Lúc nào cũng ra đằng đuôi nên cứ thảy hoài, thảy mãi cho tới khi nó ra đằng đầu. À, đây, sư phụ biết hết câu trả lời đây rồi. Và rồi có chuyện gì không may thì đổ lỗi cho sư phụ. Dễ quá mà. Hay anh thử làm vậy đi. Và sau một thời gian coi có kết quả hay không. Nhưng phải viết câu hỏi và câu trả lời rõ ràng. Ví dụ quý vị có thể viết câu hỏi xuống, viết vô mảnh giấy rồi nhìn nó. Sau đó viết một số câu trả lời mà quý vị nghĩ Thượng Đế có thể muốn quý vị bóc. Quý vị biết nhiều câu trả lời, viết xuống hết rồi bóc một cái. Tệ lắm là bóc sai thôi. Nếu quý vị không bóc cái đó, có thể quý vị cũng sai. Nếu không thì quý vị tự mình quyết định rồi đánh liều. Hoặc là đánh liều bằng cách tự mình quyết định, hay đánh liều bằng cách dùng mảnh giấy giống như cô kia nói. Nhưng quý vị phải tin câu trả lời và làm theo vậy. Cũng giản dị hả? Tôi nghĩ vậy. Nếu không biết sư phụ muốn gì, thì quý vị cứ làm như vậy, cho nó giản dị. Có chuyện gì không hay thì đổ thừa là tại sư phụ. Nhiều người làm vậy, nhưng họ cứ viết lại hoài, thành nguyên cuốn sách mà vẫn chưa ra câu trả lời họ muốn. Vấn:
Thường thường khi con không nhận ra câu trả lời đối với cá nhân con, vậy có nghĩa là trì hoãn, không làm gì hết, chưa đúng thời điểm. Ồ, phải, phải. Và khi nào đúng thời điểm, mình biết. Sư phụ, đúng rồi. Quý vị cũng phải cho Thượng Đế cơ hội không trả lời gì cả, như là không nên làm điều đó. Cho nên phải có những câu như là có hoặc không, hoặc sau cũng được, hoặc tự chọn lấy. Quý vị phải cho Thượng Đế nhiều sự lựa chọn rồi bóc một cái cho vui ha. Quý vị thích vậy, thích làm vậy cho vui hả? Vâng, thật ra khi con viết câu hỏi xuống. Sư phụ, anh có viết câu hỏi xuống, rồi sao? Vâng, dạ, nhưng rồi con nhận được câu giải đáp từ bên trong và con ghi xuống. Sư phụ, vậy tốt quá. Vâng, đôi khi con thấy nó vô nghĩa, nhưng đôi khi nó rất rõ ràng. Sư phụ, thấy chưa? Nếu quý vị nghi ngờ trực giác của mình là quý vị bị lộn xộn, phải tin mới được. Nếu nó đến rất rõ ràng thì tin cái đó, rồi quý vị biết chắc chắn. Đôi khi nếu nó mập mờ thì viết câu trả lời vào mảnh giấy rồi bóc cho nó chắc câu trả lời đó là đúng. Nếu quý vị biết chắc bên trong thì lấy cái đó làm quyết định đó. Nếu không chắc thì viết xuống câu trả lời vào mảnh giấy và một câu trả lời khác mà quý vị nghĩ rồi bóc một cái. Chỉ có cách đó thôi. Còn cách nào khác đâu. Khó. Cho dù viết xuống giấy, cũng không phải lúc nào nó cũng công hiệu. Cách kiềm chế cảm xúc. Vâng, tôi thường hay cảm thấy sân hận. Tôi nghĩ rằng điều đó cản trở tôi trong việc nhận biết trí huệ này. Và tôi thấy những người tu hành vĩ đại, họ có vẻ rất dễ thương và rất điềm tĩnh. Tôi thắc mắc là thế nào và tại sao lại như vậy? Và Ngài có thể cho tôi một ít sự sáng suốt về tại sao có sự sân hận và làm thế nào để một người có thể ngưng sân hận này. Sư phụ, chúng ta phải biết về bản chất của sự sân hận mới có thể nhổ nó tận rễ. Sân hận chỉ là một cách để bảo vệ. Đôi khi quý vị cảm thấy bị đe dọa bởi ý tưởng của người khác hay lối sống hay hành vi của người khác. Nó có thể làm tổn thương ngã chấp của quý vị, làm tổn thương lòng tự ái của quý vị hay hại đến thân thể hoặc tâm trí của quý vị. Cho nên quý vị tức tối và giận hờn. Hận là một danh từ rất nặng, sư phụ không thích dùng nó hàng ngày. Vì thật ra những gì chúng ta làm là sự giận hờn, không phải là thù hận. Hận thù thì sâu đậm hơn. Hầu hết là chúng ta giận người khác khi chúng ta cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa. Cho nên đừng tự trách mình quá khi quý vị giận dữ. Quý vị chỉ cần phân tích xem cơn giận từ đâu đến, quý vị đúng hay sai. Đôi khi quý vị có quyền bộc lộ một chút giận dữ để bảo vệ cho mình. Vấn đề không phải là ngừng sự tức giận, mà là biết khi nào nên biểu lộ một chút giận dỗi và khi nào thì không nên. Để kềm chế nó và dùng nó hầu lợi ích cho quý vị, chứ không phải ngăn chặn nó hoàn toàn. Sư phụ có một câu chuyện nhỏ về con rắn để kể cho quý vị nghe. Có một con rắn thật lớn và hung dữ sống trong một hốc cây. Nó luôn ăn mấy con gà, dọa nạt và cắn người ta, cho nên mọi người trong làng rất sợ nó. Một hôm có một vị đại thiền sư tới và ngồi ở đó. Con rắn cảm thấy rất yên tâm và đã thay đổi. Rắn bèn hỏi vị thiền sư làm cách nào để bỏ được tánh hung dữ, bản chất xấu xa của nó, và làm thế nào để trở thành một con rắn tốt. Vị thiền sư bèn dạy nó ngũ giới. Ngươi không được hại người ta, phải ăn chay, không được nói dối, không được làm điều này điều nọ, không được cờ bạc. Dù sao con rắn cũng đâu có biết mấy chuyện này, cho nên điều duy nhất nó phải giữ là không được làm hại người ta. Con rắn mới nói kể từ nay tôi sẽ tu thiền, tôi ăn chay. Tôi không ăn thịt gà nữa, tôi cũng không cắn người ta nữa. Rồi một ngày vị thiền sư phải đi xa vài ngày. Ông nói với con rắn hãy ở nhà tu thiền và chờ ông trở về. Mấy đứa trẻ đi ngang qua thấy con rắn bây giờ im lặng ngồi thiền và đang nhập định, nên chúng không còn sợ con rắn nữa. Vì ngày trước chúng rất sợ con rắn, bây giờ chúng muốn báo thù, cho nên chúng mới lấy đá ném con rắn. Con rắn không làm gì hết. Vì thầy không nói là nó không được giận dỗi,
chỉ là không được làm hại người khác. Ý ông là không nên có thái độ bạo hành. Chữ Ahimsa có nghĩa là không bạo lực. Con rắn vẫn giữ im lặng và cố gắng thiền trở lại. Nhưng mấy đứa trẻ đá nó, kéo đuôi nó, cuộn tròn nó lại, quay nó vòng vòng. Con rắn rất chóng mặt. Rồi chúng ném và đập con rắn vào gốc cây đủ thứ hết. Toàn thân con rắn bị bầm tím. Nó nằm đó gần chết. Vì thầy trở về nhà mới hỏi, ngươi bị sao vậy? Con rắn đáp, cũng vì ngũ giới, không bạo hành. Vị thiền sư rất ngạc nhiên. Cái gì? Cái gì mà không bạo lực? Ngài dạy tôi không được bạo hành, cho nên hôm qua có mấy đứa trẻ tới nắm đuôi tôi, ném đá vào tôi. Tôi không phản ứng gì cả, cho nên chúng tiếp tục trò chơi này. Đến bây giờ tôi gần chết. Vị thầy bèn nói, ngươi ngu quá, ta đâu có bảo ngươi đừng hù chúng. Ngươi có thể hù, dọa người ta để chúng đi chỗ khác mà. Nhưng đó là sự khác biệt giữa người có trí huệ và không có trí huệ. Khi chúng ta không có trí huệ, không khai ngộ, chúng ta luôn bị cảm xúc của chúng ta điều khiển. Khi chúng ta có trí huệ và khai ngộ, chúng ta dùng cảm xúc để thích nghi với hoàn cảnh và lợi ích cho mình. Không có nghĩa là chúng ta phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc của mình. Chúng ta chỉ cần biết cách sử dụng chúng. Cũng giống như một cây súng trong tay một nhà thiện xạ. Anh ta có thể bắn đúng vào nơi anh ta muốn. Anh ta không bắn lung tung và giết hại nhiều người. Nếu quý vị muốn có lực lượng khống chế này và trí huệ này, quý vị phải khai ngộ. Và để được sự khai ngộ, phải qua một vị thầy kinh nghiệm. Cũng giống như nếu quý vị muốn học Anh văn, quý vị phải tìm một giáo sư Anh ngữ kinh nghiệm. Chỉ có vậy thôi. Cách kiểm soát năng lượng tình dục. Vấn: Khi còn nhỏ, con là một nạn nhân của sự lạm dụng tình dục. Bây giờ con bị ám ảnh với tình dục. Điều tệ hại nhất là con đã kết hôn. Thưa sư phụ, xin giúp con vượt qua sự yếu đuối này. Con phải làm sao? Sư phụ, quý vị đã cố gắng hết sức rồi. Mỗi lần có ý nghĩ tình dục nào đến mà quý vị không muốn thì tránh nó ra. Đi lấy một quyển sách hay mà đọc, một cuộn băng hay mà xem, hoặc đi bộ, hoặc đi tập thể dục, hoặc làm việc gì hữu ích để đầu óc tập trung vào chuyện khác. Đừng chạy theo những dục vọng mà quý vị không muốn có. Ra chạy bộ trong công viên hay chạy bộ ngoài đường cũng được. Chào hỏi mọi người, đọc sách, xem cine, coi truyền hình, xem băng, và xem và nghe băng của tôi. Đi ra ngoài, chạy ra ngoài, hoặc làm gì đó mà anh thích, một sở thích, hoặc sửa sang nhà cửa, thấy phòng tắm dơ thì lau chùi nó, thấy trần nhà hư thì sơn trần nhà. Nhìn trong nhà, thấy gì làm được để cải biến tình trạng sống của mình, để làm đẹp môi trường mà anh phát triển. Dùng năng lượng tình dục dư thừa vào việc gì đó hữu ích, anh sẽ thấy vấn đề đó hết ngay. Làm gì đó để chống lại ngay lập tức. Làm bất cứ gì mà anh thích nhé. Trích đoạn từ các bài thuyết giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.